Theo tôi là năm nay đội Đà Nẵng có sự chuẩn bị tốt hơn, đặc biệt là công tác tuyển quân. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng như Navison, Huy Hùng hoặc Santos, Nguyễn Gustavo. Với quan điểm tôi thì những cầu thủ này rất là tốt và phù hợp với Đà Nẵng. Bằng chứng là ở trận đấu đầu tiên dù thời tiết rất là nắng nóng nhưng họ cho thấy là họ có sự hòa nhập và gắn kết với những vệ tinh xung quanh. Mục tiêu đội bóng theo tôi thì mỗi năm nó phải thứ hạng nó phải tốt hơn và vào giải đấu thì chiến đấu từng trận một và đương nhiên thứ hạng của đội bóng chúng tôi sẽ đặt cao hơn mùa giải năm ngoái. Cái đấy để head coach của tôi trả lời. Khi nào mình muốn quốc gia chân và ngày mai. Ngày mai họ sẽ có mặt hậu quân cùng đội và trận đấu tiếp theo có thể họ sẽ ra sân. Cũng như câu trả lời vừa rồi thì tôi thấy họ hòa nhập rất là nhanh mà toàn thể ban huấn luyện cũng như cầu thủ cũ của tại HB rất hài lòng họ, đặc biệt về thái độ. Thái độ của họ rất tốt, họ đến họ luôn luôn muốn tiến bộ, luôn muốn hòa nhập nhanh nhất với đội bóng. V-League hiện tại thì theo như Việt Thắng thì việc mà các cầu thủ sử dụng nhiều tiền đạo ngoại trên hàng công nó có làm ảnh hưởng cho chất lượng các tiền đạo trên các đội tuyển quốc gia không? Theo tôi nhớ thì cái thời điểm tôi đá thì không phải là 3 tay mà là 5 tay. Và tôi nghĩ là thời điểm đó chắc được lượng giải đấu V-League cũng không hề kém hơn bây giờ. Nhưng mà vẫn ra hàng loạt Công Vinh, Quang Hải, Anh Đức, Thanh Bình, Ngọc Thanh, vân vân. Thì muốn chơi tốt nhất thì phải chứng minh, muốn có suất thì phải chứng minh thôi. Chứ không thể nào mà có một cái cách nào đó để bắt buộc họ phải sử dụng tiền đạo nội. Mới đây thì ông Bắc ông cho rằng việc mà các cầu thủ sử dụng nhiều tiền đạo ngoại sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc chúng ta tìm ra nhiều chân sút nội cho thành công. Thì anh đánh giá là theo tôi nghĩ là tiền đạo ngoại đó là một cái thứ thúc đẩy tốt nhất cho tiền đạo nội để phát triển. Những cái năm ở Bình Dương thì có Fellaini, có Kessley. Thì anh Đức khẳng định tốt thì anh Đức cũng sẽ tìm được một vị trí trên hàng công. Ở Khánh Hòa thì Agostino hay là rất là nhiều đội. Ở Hải Phòng thì Ngọc Thanh vẫn chứng minh. Thì tôi thấy rất nhiều tiền tại sao thời điểm đó năm tay. Nhưng mà tiền đạo nội người ta vẫn có suất, người ta đá chính và họ khẳng định được tên tuổi là lần khác. À, hỏi lại. Nghĩa là lúc đó năm tay là tiền đạo nội Việt Nam nó chứng minh được hai mình, nó cũng thể hiện được cái đội mình. Thì bây giờ tay đấy không tiền đạo nội tại sao không tìm được? Theo anh bây giờ là tiền đạo nội tuyển là ai đang là tiền đạo nội? Hiện tại không anh biết có công vụ. Có công vụ. Rồi tất cả đều được đá chính, như năm rồi thì Đà Nẵng đã xây dựng cho Hà Đức Chinh một suất đá chính và hai biên là tay, nhưng mà không may mắn cho cậu ấy là cậu ấy bị bệnh gan nên bị vỡ kế hoạch. Chứ luôn luôn tạo điều kiện để Chinh thi đấu nếu như Chinh đạt phong độ cao. Ở Bình Dương thì Tiến Linh vẫn đá chính đấy chứ, có dự bị đâu, Công Phượng có dự bị đâu. Tôi không hiểu là tại sao cứ nói là tiền đạo nội dự bị, tôi thấy họ toàn ra sân đều hàng tuần. Trừ trường hợp Đức Chinh là do cái bệnh đấy khá nặng ở năm ngoái, bây giờ đã hồi phục tốt hơn. Đã hỏi đúng không? Any question? Okay.